Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mở khóa trên chiếc bộ Start Stop OV mà hộp bị khóa nhé. Ví dụ như anh em bấm mà nó hiện tượng nó bị khóa là nó như này anh em này. Đấy, khi anh em bấm cái đèn Start Stop nó cứ nháy nháy này thì hiện tại nó đang bị khóa nhé. Thì anh em muốn mở khóa ra thì đầu tiên là anh em sẽ cho tất cả cái rắc nguồn rắc 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 ổ khóa này. Ở đây có rắc ổ xóa khóa thì nó sẽ có 6 dây, anh em cho tất cả vào nửa trực tiếp này. Và anh em sẽ cho cái dây màu xanh là cái dây màu xanh này là cái dây oil pad đấy. Và cái dây màu cam là cái dây phanh. Anh em cho nửa trực tiếp. Dây đen anh em cho vào mát. Và nó sẽ có hai cái dây này nữa là dây nâu này. Dây màu nâu và dây màu trắng sọc đen thì anh em chụm vào nhau và anh em chạm vào hai cái dây này, anh em chạm vào nửa cho tôi, chạm vào nửa cho mình. Đấy là cái nút start stop này nó đã được kích hoạt, nó đã mở này khóa này, nó đã mở khóa anh em nhé. Và khi bây giờ anh em bấm cái nút này nó sẽ không bị nháy nữa, anh em bấm giữ này. Đấy, nút màu đỏ là nó đã khởi động anh em nhé. Còn bình thường mà lúc nó nháy ấy, thì anh em bấm thì nó vẫn cứ nháy nháy thế thôi, nó sẽ không chuyển sang đỏ được. Và không chuyển sang đỏ được thì sẽ không để nổ được. Tắt máy này. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi anh em nhé.